Thưa quý vị và các bạn, hiện nay mạng lưới đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh bao gồm đường liên thôn, liên xã, đường ngõ xóm cơ bản được cứng hóa, giao thông được kết nối, đã tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương hàng hóa, sản xuất nông nghiệp. Hiện nay xã Bù Lý, huyện Tam Đảo có trên 40 km đường giao thông nông thôn được cứng hóa, trong đó có gần 6 km đường liên xã, gần 12 km đường trục thôn, còn lại là đường ngõ xóm. Tuyến đường liên thôn Đồng Cà được mở rộng từ 3m lên 6,5m. Khi xã phấn đấu đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là con đường chính kết nối các thôn trong xã tới nhà văn hóa kiểu mẫu vừa được khánh thành và đi vào hoạt động trong tháng 11 năm 2023, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và giao thương hàng hóa giữa các thôn dân cư với nhau. Về vấn đề tuyên truyền giao thông đối với thôn, thì các cấp chính quyền cũng như bản thân chúng tôi là tuyên truyền đến bà con về luật giao thông. Bản thân tôi cũng như bà con là chấp hành luật giao thông rất tốt. Ví dụ như đi tham gia xe máy thì là bà con đội mũ bảo hiểm chấp hành về các cái biển báo, khi đã tham gia giao thông là không uống rượu bia. Cái việc chấp hành cái luật lệ an toàn giao thông ở cái thôn Đồng Cà và các cái địa bàn lân cận thì được người dân chấp hành rất là nghiêm chỉnh. Bản thân tôi thì trong khi tham gia giao thông thì tôi luôn đặt cái vấn đề chấp hành cái an toàn giao thông lên hàng đầu, đặc biệt là chấp hành các cái quy định về đội mũ bảo hiểm cũng như là không sử dụng rượu bia trong quá trình tham gia giao thông, và đồng thời cũng tuyên truyền vận động những cái người dân thực hiện tốt quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Năm 2023, thôn Tây Sơn, xã Bổ Lý cũng được đầu tư tuyến đường liên thôn theo chương trình nông thôn mới nâng cao. Mặt đường được mở rộng và thảm nhựa tạo nên nét đẹp cho hạ tầng giao thông nông thôn, thuận lợi cho người dân khi tham gia giao thông và phát triển kinh tế nông nghiệp. Từ khi mà các cái tuyến đường giao thông mà được cải tạo nâng cấp đến bây giờ so với ngày xưa là được con đường đất, thì nói chung từ cuộc sống và cái phát triển kinh tế đến cái thuận tiện trong cái việc đi lại của bà con thì nâng lên rất nhiều so với ngày xưa. Bởi vì ngày xưa thì mình đi làm ăn bà con ở ngoài đồng thì toàn phải đi bằng đường đất thụt và rất là khó khăn, nó không có phương tiện xe cộ để vào được. Thế bây giờ thì nó có các cái tuyến đường nội đồng cũng như đường giao thông nông thôn thì rất là thuận tiện cho các bà con làm ăn, tinh thần của bà con thì ngày càng được phấn khởi nâng lên. Đến với thôn Tân Lập thuộc xã Bù Lý, hỏi ai cũng vui mừng phấn khởi vì hiện nay 100% các tuyến đường làng ngõ xóm đã được bê tông hóa, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và giao thương hàng hóa, đặc biệt an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, nhất là vào mùa mưa bão. Người dân chúng tôi ngày xưa là đi lại rất khó khăn, đường đất. Đến khi có cái triển khai, nhà nước có triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới thì người dân chúng tôi cũng được đảng và nhà nước quan tâm đến là đổ bê tông hóa, đường đi lại nó dễ, và đến thời điểm này hiện tại thì là một số con đường đã được giải thảo, thế đi lại giao thông là rất là thuận tiện, các cháu đến trường là thuận tiện, không phải như ngày xưa là đường đất. Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển hạ tầng giao thông nông thôn là sự gia tăng của các loại phương tiện giao thông và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của một bộ phận người dân chưa cao. Đi trên các tuyến đường giao thông nông thôn, chúng ta dễ dàng nhận thấy một số người dân vẫn còn thiếu ý thức, dẫn đến vi phạm quy định về an toàn giao thông, đặc biệt là tình trạng không đội mũ bảo hiểm. Để nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, ngoài việc tuần tra kiểm soát, lực lượng công an xã đã tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn giao thông, đồng thời triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo đảm an toàn giao thông nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông xảy ra. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn xã, thì lực lượng công an xã cũng đã phối hợp với lực lượng công an huyện Tam Đảo thành lập tổ tuần tra kiểm soát an toàn giao thông trên các tuyến đường, đặc biệt là các tuyến đường tỉnh lộ 302 đi qua địa bàn xã. Qua đó thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông, đồng thời cũng xuống các hộ dân kinh doanh dọc trên địa bàn ký cam kết về việc không lấn chiếm các hành lang giao thông để đảm bảo cho người dân được đi lại cho thông thoáng và các tuyến đường sẽ không có xảy ra tình trạng tai nạn giao thông trên các tuyến đường. Thời gian tới, xã Bù Lý tiếp tục phát triển cứng hóa thêm đường giao thông trục thôn, bảo đảm giao thông đi lại thuận lợi đến trung tâm xã. Chính quyền xã cũng sẽ tích cực chỉ đạo các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người dân mỗi khi điều khiển phương tiện. Cái tình hình tai nạn an toàn giao thông
luôn là hiểm họa cho người dân khi tham gia giao thông, để lại cái hậu quả rất là nặng nề cho gia đình và cho xã hội. Trước cái thực trạng này thì cái việc mà tuyên truyền cho người dân nhận thức về vấn đề an toàn giao thông, chấp hành cái pháp luật về an toàn giao thông là hết sức quan trọng. Chúng tôi cũng đã tổ chức phối hợp với Ban An toàn giao thông huyện tổ chức tuyên truyền trên các hội nghị, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, và đặc biệt là tổ chức các cái buổi tập huấn tuyên truyền đối với các cái trường học để tuyên truyền cho phụ huynh và học sinh nhận thức tốt về vấn đề về chấp hành pháp luật về an toàn giao thông. Chính vì vậy mà trong cái thời gian vừa qua là trên địa bàn không có, tức là xảy ra cái tình trạng tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn, và người dân cũng chấp hành rất là tốt cái việc chấp hành cái việc luật an toàn giao thông. Các tuyến đường giao thông ở nông thôn là thành quả của chương trình xây dựng nông thôn mới, đang góp phần phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức mỗi khi tham gia giao thông.